Theo thông tin chính thức từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ, gần đây một số vật nuôi gồm chó mèo lợn của hai gia đình nhân viên bảo vệ phòng khám và nhân viên cấp dưỡng thỉnh thoảng bị ốm rồi chết. Riêng với chó, trước khi chết, các con vật đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống mình dại. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy từ phòng khám có độc tố, người bảo vệ phòng khám đã báo cáo lãnh đạo. Tối và đêm mùng 2 tháng 5, phòng an ninh pháp chế đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh. Trong quá trình điều tra, các lực lượng phát hiện vào những ngày xảy ra hiện tượng vật nuôi của các gia đình bị chết, có một nữ nhân viên hộ lý tạp vụ tại phòng khám luôn lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi. Sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera kết hợp các tình tiết chứng cứ khác, phòng pháp chế đã triệu tập đấu tranh và chị này đã thừa nhận chủ động bỏ thuốc chuột vào số thức ăn thừa tại phòng khám. Hiện các lực lượng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ mục đích của nữ nhân viên hộ lý.